Đây các anh em Thợ đang test trực tiếp con máy đục ba chức năng của đế tông. Anh em thông cảm nha, anh em Thợ thì đôi khi là mua về để làm. Qua thuê được chú đi. Trời ơi. Quá hoàn hảo, quá nhanh. So với tốc độ làm việc của những hãng lớn thì nó tông vượt trội hơn nha mọi người ha. Đây. Đây là bàn giao thực tế cho khách hàng khi sử dụng các dòng máy của hãng nha mọi người. Đường nha mọi người, trong đường á. Thêm vài lỗ nữa nha anh. Anh cực kỳ nha. Này bê tông ngoài đường nha mọi người. Chắc. Không ai đưa cho anh cái con giới thiệu anh con chất lượng chứ không là đưa cái con mà rẻ rẻ là chết luôn. Đế tông DK2603F chất lượng vượt trội. Chuẩn chứ. Máy nó mạnh nhé. Nó sẽ rất là bền anh. Thứ nhất là về cái đầu trục giọng của nó rất là chắc, nó không bị tè đầu như cái dòng giá rẻ. Đó là cái con này được các anh em Thợ đánh giá rất là cao luôn á. Cái đầu đục hoài mà không bị tét. Lên mấy triệu ta? Trời có triệu mấy à? Phải à? Dạ, rẻ mà. Con khoan này thì triệu à? Dạ, đúng rồi. Hơn triệu xíu. Anh em nào đang có nhu cầu quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với bên mình để có thể sử dụng những dòng máy chất lượng này nha. Cái này là của đế tông anh. Hả? Đế tông. Dạ. Của Đức à? Dạ, Metabo của mấy cái Đức, còn đế tông là nội địa của Trung Quốc. Dạ. Rồi, giờ mình tiếp theo mình sẽ test mấy hơi. Hàng Trung Quốc mà nội địa. Dạ. Thương hiệu. Đế tông thì nó qua Việt Nam mình lâu rồi, nhưng mà thực sự thì nó đã mang tới cái sự chất lượng cho mọi người, cái sự an tâm cho các anh em Thợ rồi. Nên mình không phải lo, từ từ anh ơi để đổ dầu vào đã. Rồi xin chào tất cả mọi người nha.